Đây, hello, xin chào mọi người đã đến với cái kênh Nonolive của mình là Redhoodvn đây. Và hôm nay mình sẽ chơi gà tô năm cùng với mèo lùng. Thì mấy bạn thấy như cái tựa đề á, mình để là mình chơi gà tô năm cùng với mèo lùng thì mình sẽ chơi cùng với mèo lùng. Cái gì? Cùng hồn. Cái gì? Rồi coi nào nào. Tôi bật rồi. Yes. Được rồi. Tôi lộn 360 luôn nè. Thằng đó nó bỏ bom đằng đó đó, nguy hiểm lắm, thôi bỏ đi. Mình đi ra ngoài đường vòng vòng mình chơi đi. Ai đừng có bóc xuống, cảnh sát bắt. Mình bữa sống mình hiền, đâu? Sống tốt thôi, đừng, đừng có làm bậy. Ai? Từ từ, vừa chạy xe vừa dùng điện thoại. Nè, không được chạy xe, không được vừa chạy xe vừa bắt. Rồi xong, đã nói rồi, không nên vừa chạy xe vừa dùng điện thoại các bạn. Tôi đã nói rồi. Tôi còn có miếng máu rồi, đi tập tiền quá mua đồ ăn si. Lên lẹ mèo. What the hell? Ai, tôi chưa bắn tôi rồi, cứu tôi đi. Ủa mèo chết luôn hả? Không biết sao tự nhiên quýnh tôi luôn á. Trời ơi trời, cậu bắp quá vậy, bắn nó tiếp đi mèo. Tiếp. Không biết đâu. Xử nó. Trời ơi lâu quá chứ chạy tay chân tò mai rát không à, làm sao mà chơi được gà tên nó. Giật nó luôn, nó kìa, nó đằng xa kìa, bắn nó. Tôi không bắn được. Cậu phận tụi bay đâu? Thiệt á, tôi bỏ. Núp đi. Mấy thằng điên nè. Đâu rồi. Rồi, nè nó xuống nè. Mày chết mày đi. Đó. Chết mày đi, tao bắn mày lòi đít mày luôn. Đó, bắn đó. Kìa, đậu. Đó, chết. Rồi, một thằng. Rồi gầy đạn lên cái. Rồi, để tôi lấy cái súng khác. Okay. Mày, tao có súng nhắm nè. Nhớ rồi. Lâu quá rồi tôi không okay, chơi. Okay. Xong lên luôn. Giúp tụi bay luôn. Tơ để đâu ra hả ta? Không biết, nó kiểu như nó tính cướp mình đó mèo. Cướp hả? Ừ. Mày cướp ai, cướp lộn người rồi con. Cướp nhầm giang hồ rồi. Gangster đụng giang hồ rồi. Mày, ê á, nó cầm cái cây sọt gân bắn ấm lắm luôn á. Cái cây sọt gân hồi nãy nó hụt túi. Ê mèo chạy đi, gần chết rồi kìa, chạy đi mèo. Né vô. Để tôi tập trung. Ủa mèo chết. Trời ơi trời, cô bắp vậy. Cái thằng quỷ nè. Ủa sao đông quá hả? Đây nguyên ổ luôn hay gì vậy? Đông lắm. Từ để tôi. Ê, nó bắn đau quá, từ. Để ăn miếng đồ cái. Đây nguyên ổ luôn hay gì không ơi? Ừ, nguyên ổ luôn á. Ê, tôi bắn không được không? Nó núp, nó đưa cái tay ra kìa, thấy ghét quá. Từ để tôi ăn miếng đồ cái. Rồi snack nè. Rồi, ăn tàn máu rồi. Ê á, đâu nó bắn vậy? Mày đây. Mày bể đầu liền. Từ. Mày. Rồi hốt. Rồi còn thằng cuối, Còn nữa hả? Ok, ừ. Còn một thằng xông lên. Xông lên luôn. Chết chứ chị. Nó đâu rồi, nó rồi. Nè, mày trốn rồi. Chị lên đây lụm đạn, lụm súng cho mấy cân nè. Mày chết đi. Ê hút. Xong. Ủa gì á? Hoàn thành rồi. Hoàn thành gì? Mình đâu có nhiệm vụ đâu. Bạn ACE này thấy mình là người tốt quá, bạn cho mình cái kẹo luôn nè. Ừ đúng. Lên mèo. Mình là người tốt đàng hoàng. Rồi nó đi tí đi hớt tóc rồi, tôi để cái tóc này hình như một năm mấy rồi đó. Năm mấy vậy hả? Ừ, để tóc kiểu này nó đóng chí này luôn rồi. Tính vậy mà. Ê á, trời cái hàng rào vậy mà tông không bể ta. Trời ơi. Tông dính hàng rào luôn. Thôi trèo lên kia xách xe qua xách xe. Thôi lên đi tôi càng cho bể mà. Trời ơi, thôi càng cho bể đi, tôi lên. Lên đi, càng bể được đi, tôi lên. Đó, tôi lên được nè, thấy chưa? Thấy rồi. Bét. Tôi nói là tôi lái ghê lắm. Ông đứng yên đó, tôi leo lên xe. Sẵn sàng. Chắc chưa? Chắc rồi. 1000 lần cũng sẵn sàng đúng không? Ừ đúng rồi. Tại mèo sẵn sàng á nha mấy bạn. Tại mèo. Ủa? Bắt mình phải chở mèo đi á, chứ không phải là mình muốn đâu. Ủa ông nói dẫn tôi nơi đặc biệt rồi, tôi thấy đặc biệt. Đi lên đỉnh nè, tôi với mèo lên đỉnh cùng nhau. Lên đỉnh, wow. À, chuẩn bị nha, sẵn sàng nha. Ê tôi hết chơi với cái trò. Sẵn sàng nha. Ừ. Sẵn sàng. Bye. Trời. Hay lắm hết. Sẵn sàng. Tiền của tôi. Đâu không, mèo nè, cùi tiền của mèo nè. Ê, tôi lấy cùi tiền của mèo luôn. Rồi, đâu, tôi lấy rồi. Có 195 đồng chứ gì vậy? Ê, quýnh lộn. Thôi, quýnh lộn, vô đây. Tôi này quýnh lộn nè. Ủa, xe ông đâu? Không, mèo nhớ cái quýnh lộn trong đây không? Quýnh lộn nè. Quýnh lộn nè. Vô đây quýnh lộn nè. Quýnh gì? Quýnh lộn nè, vô đây, quýnh lên, vô đây. Hay lắm. Ê, vô đây, vô đây. Né. Ê, đục vô hán nè. Né. Ui. Mèo nè, bắn vô solo bật co. Vô đó bạn. Né. Đục vô mặt nè. Nè vô đây tôi có vỏ nè, vô đây. Né. Cắm vô mặt nè. Mèo. Vô đây. Thôi từ từ chưa. Mèo. Ê hụt. Mèo vô đây mèo, vô đây. Ui né. Quýnh lộn. Chạy. Không chơi không được. Né. Ôi quá đi. Ủa đâu? Ây da.
Ây da, ủa, vô đây. Ây da, trời. Mèo đục mình ơi. Đâu không? Gái gì cũng ghê vậy. Đáng đời chứ chọc tôi. Ừ, đáng đời rồi, được rồi. Không chơi nha. Từ từ, tôi đâu có làm gì mèo đâu. Không chơi với ông đâu. Con mèo kia, ta sẽ trả thù ngươi. Cái tội mà phụ nữ mà dám quýnh đàn ông. À, chạy nói vậy thôi chứ tôi không bắn mèo đâu, tôi bắn theo chân mèo à, nó thấy không, nhìn đáng sợ vậy thôi chứ không có bắn trúng đâu chứ. Giờ tôi có đi không? Muốn bắn trúng mèo là mèo chết lâu rồi. Đi giờ có đi không? Đi nè. Nhục quá anh ơi. Đậu không nào đó là nhục rồi. Mèo hả? Được rồi, đàn ông thà chết dinh còn hơn sống nhục. Chị nghe đi. Mèo hả? Mèo chạy mèo, thà chết dinh còn hơn sống nhục nha. Nghe chưa mèo? Mèo hả? Chạy chạy tới đây, chạy tới đây, dứt luôn đó, thà chết dinh còn hơn sống nhục đó. Đâu không? Ê đừng anh nào, thằng nào đón mèo tôi bắn đó. Kìa anh ơi, cho em với em. Dám đi với trai hả? Đâu rồi con tiện tì này, đi với trai hả? Đâu đi với thằng nào nè, thằng này bắn chết nó rồi, chết nó rồi thấy chưa, nó chết rồi. Mèo dám đi với thằng nào nữa? Trời, ủa nó chết rồi sao nó vẫn chạy xe được ta? Ngủ. Mèo ngủ. Nó xỉu. Ngủ mà... à, trời bắn chạy. Né rồi, trúng đạn. Cái chạy. Chạy. Chạy dính đạn cái nó chết luôn nè. Chạy. Chết mèo rồi. Chạy. Chết cho công an bắt tôi mèo ơi. Sô cô la trộn với lại xe đẹp. Ủa. Khoan. Xe đẹp này là để phải để tôi. Ra nhanh. Từ từ, mình gặp mấy thằng xe đẹp hơn mình làm gì? Mấy bạn biết mình làm gì không? Tưới xăng đó. Đốt xe đó. Tưới xăng đốt xe nó, tội cái tội mà mày có chiếc xe đẹp hơn tao. Vô duyên đi bác. Cái này gọi là gato mấy bạn. Ở đời mình gọi là gato á. Rồi làm gì nữa? Lấy súng bắn vô hả? Tự chưa, để tôi nhảy lên tôi đốt lên đầu đốt xuống chứ đốt mình chứ là sao nó cháy. Ủa, được. Sao cháy được? Ừ, đốt vòng vòng vậy nè, rưới xăng đều đều lên như là rưới bột ni Ajinomoto vậy đó. Bây giờ mình cần một cái súng mà có nồng giảm thanh cực êm nha. Nè cái này nè cũng hút có nồng giảm thanh nè mấy bạn thấy không, nhất định là có nồng giảm thanh nha. Tích cái rồi xong đứng dòm. Wow. Ô xe của God Rider rồi. Xe của God Rider mấy bạn ơi, đỉnh Kimochi. Ủa sao nó hết cháy rồi anh? Đậu ai hết không? Đậu không mém nữa cái xe đè chết tôi luôn rồi. Xong rồi xong đó, đó là hậu quả của những thằng có xe đẹp á mấy bạn, có xe mà không chịu cất vô gara hả mày? Mình không có cái quần cục, mình phải đi mua quần đùi thôi. Là kiểu này không có quần đùi rồi. Ấy cái gì đây? Ok. Video này sẽ được re-up ở Pirate TV nha mọi gắt người. Gắt rồi đó, gắt tôi thấy bắt đầu tôi gắt rồi đó. Thấy vú rồi kè bận đồ vô coi. Từ từ. Để tôi coi cái gì khác không? Cái này là cái gì đây, chen nè, có dây chuyền không? Không có dây chuyền. Mèo ơi. Hả? Đi sắm dây chuyền mèo ơi. Sắm dây chuyền. Giờ tôi mới nhận ra là nhà mình thiếu dây chuyền. Thôi em đợi cái đầu đó gớm nó gỡ ra đi. Lè. Cái ghê nè. Quá à. Ôi buổi tối rồi mình đi nhát nít được á mèo ơi. Trời ơi. Trời ơi. Liêu. Thì ghê. Hello. Gỡ cái đó ra đi. Ok, gỡ ra liền. Không có lộn. Rồi ở chợ có cái nhà vệ sinh cũng dành nữa, bởi vậy sống chung nhau khổ thiệt rồi. Ok rồi, bắt đầu các bạn. Mình bây giờ theo giới trẻ bắt đầu sống ảo rồi, vô nhà vệ sinh làm gì? Chụp hình. Vô nhà vệ sinh chụp hình. Tạo kiểu nữa mấy bạn. Giờ bắt đầu phải tạo kiểu nha mèo, vô đây mèo. Vô đây. Chu Thế Tân Chu đã cho. Đó mà thấy ngầu không? Cái này là kiểu gì ta? Đẹp trai là màu nè các bạn thấy không? Bà Quỳnh Anh bà cũng tặng rất là nhiều like luôn. Từ tôi vô tới nè. Vô đây mèo ơi, vô đây tôi mèo tạo kiểu trong nhà vệ sinh nè. Ủa, mình vô chung nha được không? Phải chỉnh màu kiểu hôm nay anh đang buồn, chụp hình lên Facebook á. Tát một cái tút thật là ngầu. Hôm nay mà. Buồn quá, từ từ để tôi chụp cái hình nào mà buồn á. Đây. Ê, cuộc đời như một bức tranh không màu. Hết. Chụp hình. Dây, mèo nãy mèo mua quần trả tiền chưa? Rồi, trả tiền rồi. Rồi tới giờ mình đóng đồ hiệu mấy bạn ơi. Mình làm tí quần jean jean ngầu ơi, lưu bơm ơi. Mình làm tí đồ lưu bơm ơi. Đây. Quần da beo giá 3.500 đô. Giàu quá. Gì? Cộp áo camo, dài camo nè. Rồi khoan, từ tí nữa show outfit sao mèo. Trời ơi, đẹp quá. Từ tí nữa show outfit sao, giờ để tôi kiếm quần ở đó một. Đây là quần rồi, để tôi kiếm quần áo ơi. Áo chắc nằm bên này. Mình cần phải có mấy cái áo nào mà cả 1.000 đô các bạn. Trời ơi, áo cả 1.000 đô chi dữ hả? Tại vì mình là hai biết.
phải bận đồ đẹp. Đây bận áo con mèo 2.500 đâu nè, nhìn vô là ta biết đẹp trai liền. Mình phải vậy. Này là mình chỉ có trong game thôi chứ ngoài đời mình không được vậy đâu mấy bạn. Ngoài đời căng lắm. Ngoài đời không có dễ gì đâu. Vô đây, tôi cạo cái đầu 1/3 coi. Để coi coi có tóc nào mà đẹp với tôi không. Lên 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 lên. Welcome, welcome. Ồ mèo đứng coi 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 chỉ cái tóc nó đẹp không. Ủa chứ tôi không được lên cắt hả? Rồi, lưu bum, lưu bum. Thôi góp lên. Ok vậy. Sao? Vậy hai mái được không? Ôi góp. Vậy được không? Đẹp đó. Thôi vậy nó không có đẹp trai, tôi thích lưu bum mà. Đầu wow đi, đầu wow đi, thấy đầu, đầu. Mấy bạn thấy đầu này được không? Từ từ, mấy bạn thấy đầu đầu như thế nào? Đầu tô mì nè đúng không? Đó, mấy bạn thấy không? Đầu nào đẹp trai, đầu này được không? Mấy bạn thấy đầu này được không? À, đầu nào ta? Ê cái đầu hồi nãy vậy. Đầu này làm như trùng chỉ này hay gì đó. Ê cái đầu sao? Ôi cái đầu này đẹp nè mấy bạn ơi. Thôi vẫn chơi. Thích. Thích quá. Nhìn gớm ghét lắm. Ủa, cái này cái nào ta? Undercut hả? Ừ, cái đó undercut. Đẹp á. Ừ đẹp đẹp. Thôi nhìn này cái mặt của tôi nó vuông được hà. Không được. Thôi đầu đẹp. Ừ cái đầu này sao không? Cái đầu này ẩu quá. Cái đầu này được không? No. Đầu này nhìn giống cái bàn thờ quá ta, nhét hai cái chung với cắm ba cây nhang lên là vừa y luôn rồi. Còn dư hai chỗ quỳ nữa. Ê, đi thêm đặt được con gà nữa đó. Ê, đẹp nè, đầu này đẹp nè. Ủa sao cái gì cũng chê hết vậy? Tôi thích lưu bum hả? Nè, đầu lưu bum nè, đâu rồi, lưu bum đâu rồi? Đây. Nó đâu có đẹp đâu. Rồi, chọn màu. À, có 7 màu không chị? Giờ tự nhiên cái em thích 7 màu quá chị ơi. Màu hồng đi. Ừ. Trời ơi. Rồi lưu bum. Bỏ cắt kìa, bỏ cắt kìa. Nè. Dứt. Cưng chuẩn bị coi nha, chị cắt cho cưng nha. Yes. Oh. Yes. Ok. Chị dán miếng băng keo, lấy miếng tóc hồi nãy trộn trộn lên cho nghe cằm giùm em nha chị. Rồi đó. Để chị làm hết nha. Rồi đó chị gắn vô cho cưng. Có cái nào. Ok luôn. Hết cho em cái kiểu mà lông ngực hình bao vú nha chị. Từ từ. Ủa sao chị hết đâu trên đầu vậy chị? Cắt tóc gì đó găng xuống dưới. Chị cho nó làm gì cơ? Ôi, vậy tính ra là mình cắt trên đầu là mình tạo ra được hai cái áo vú mà hình đó luôn hả? Rồi mình đoạn vô trong không ai thấy đâu. Rồi tôi thấy trời tôi ơi, mơ rồi. Không kêu comeback nữa. Mèo đi ra cho tôi đi đâu coi. Trời ơi. Làm phát từ tối tới sáng luôn rồi nè. Ê tôi chưa làm hả? À trời. Ê thằng này nó tính lại chơi. Lên lên xe mèo ơi. Lên xe hả? Chưa. Hello trời, bạn. Trời. Chưa, quay. I have my girlfriend. No, don't chở my girl đi, đậu phộng mày. Lên, chưa? Đậu phộng mày xuống, mày lên, mày lái đàng hoàng coi. Thằng nó đi đâu vậy? Đi đâu hả? Em biết. Đi cướp xe người ta hả? Ủa, đậu phộng xe hàng này có nhiều đồ chơi vậy. Ê, đi qua xe bên kia làm gì hả? Nó có mấy bình ắc quy luôn nè. Không biết nữa. À, nó cho mình chiếc xe này á, rồi đi mèo ơi. Ok, xe này lên ngồi kế tôi nè. Lên ngồi kế tôi nè. Rồi, nó rủ mình đi với nó hay gì hả? Không biết nữa. Không, xe này được rồi bạn ơi. Đua kìa. Này. Vô, này, dứt. Thằng nào đua thua làm con trâu. Đậu phộng mày chơi xe xịn hơn, mày chơi mất dạy rồi, thằng mất dạy. Ờ, cản mày luôn. Mày, bậy rồi. Không, cản nữa. Sorry, ai lỡ cản Du. Đậu phộng mày chết đi thằng điên. Sorry, bánh xe tự động càng tới, sorry. Nằm gầm rồi đậu phộng. Sorry friend. Ok, bye bye. Thank for the ca. Đậu phộng mày cút đi.